Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ma Tăng Thích Trúc Thái Minh bứt cỏ hô biến thành xá lợi tóc lửa bá tánh Vào ngày 27 tháng 12, Tờ Báo Thanh Niên đăng tin hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng Không biết ông Thích Trúc Thái Minh lấy cọng lông nào, đấy giống như sợi tóc nhưng tự ngọ ngoại được Và cho Chùa thông báo với bá tánh rằng, đấy là xá lợi tóc của Đức Phật từ 2.600 năm trước Thông tin này khiến hàng vạn người mê tín lao đến để mà chiêm bái. Tất nhiên để thần thánh hóa cộng lông này, Ma Tăng thích Trúc Thái Minh cho theo dệt một huyền thoại rằng đấy là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình trao cho hai thường buồn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Xá lợi tóc Phật đã được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại Chùa Ba Vàng. Thích chúc Thái Minh lại dở trò. Theo đại diện của chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật khó có khả năng tự chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống như một sợi tóc bình thường nhưng lại uyển chuyển chuyển động qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cục xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí khi gặp vật cản, sợi tóc cũng có thể tự bật ra ngoài. Tuy nhiên tìm hiểu thông tin trên mạng thì được biết đây là loại cỏ Pili, một loại thực vật có hoa trong họ hòa thảo. Khi tiếp xúc với nước, cỏ Pili này có phản ứng chuyển động uốn éo. Nếu lên Youtube gõ từ khóa Pili thì có rất nhiều clip chứng minh điều đó. Sự thật thì chỉ có thế nhưng Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng sự ngu muội và sự hiếu kỳ của dân chúng dựng nền cho mê tín dị đoan công khai này. Cái gọi là xá lợi tóc được giao bán đầy trên mạng nếu tóc Đức Phật mà còn lưu giữ được đến ngày nay thì tóc của Ngài cũng như tóc của người thường không có thần thánh gì cả. Đạo Phật không giao giảng mê tín dị đoan Phật là con đường tu tập do Đức Phật Thích Ca đi trước và phát hiện ra con đường này. Ngài dạy lại chúng sinh con đường này để thoát khổ, cứu cánh và vượt qua sinh tử luân hồi. Bất kỳ ai cũng đều có thể hiểu tứ diệu đế. Nếu chịu đọc và nghiên cứu kinh Phật, bất kỳ ai cũng có thể tu tập theo bát chánh đạo để thành Phật. Đây là những văn bản được ghi chép rõ ràng, chứ không có gì là huyền bí cả. Đây không phải là lần đầu tiên ông Thích Trúc Thái Minh giờ cho để lừa gạt lòng tin Phật tử và người dân. Trước đây, báo chí và dư luận đã nhiều lần vạch trần những trò mê tín dị đoan để mà trục lợi. Diễn ra tại chùa Ba Vàng. Được biết, Thích Trúc Thái Minh tổ chức trưng bày cộng cỏ được phủ phép thành xá lợi Phật nhân đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Một ngày lễ lớn của một vị Phật, một vị vua, một anh hùng dân tộc mà Thích Trúc Thái Minh lại lợi dụng để thực hiện trò mê tín dị đoan. Tất nhiên không loại trừ mưu đồ trục lợi. Đây là hành động báng bổ chứ chẳng có kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Nhiều người sau khi xem xong clip cho biết cỏ Pili được giao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ 500 đến 900 ngàn đồng một cọng Chẳng có gì là thần bí cả. Chỉ có thích chúc Thái Minh thấy người dân chưa biết đến loại cỏ này nên ông ta lợi dụng để làm sự kiện thu hút những kẻ u mê và hiếu kỳ. Ma Tăng thích chúc Thái Minh Muốn kiếm tiền bằng buôn thần bán thánh trước hết phải kéo được những kẻ mê tín về chùa. Bởi những kẻ mê tín là những người hay móc tiền ra chi cho những trò lừa gạt nhất. Bởi thế nên Thích Trúc Thái Minh cứ suy nghĩ tìm ra trò gì đấy vừa bí hiểm, vừa lạ lẫm, vừa dễ dụ để cho những người mê tín và hiếu kỳ đi theo ông ta. Khi những người này tin ông thì ma tăng này sẽ nghĩ ra nhiều cách để moi tiền từ túi của họ. Thích Trúc Thái Minh có máu làm ăn mà là làm ăn bằng những trò lừa đảo. Tuy nhiên ông ta vẫn sừng sững, không biết ông ta đã chi cho những ai để mà họ làm ngơ cho ông ta hành nghề mê tín, dị đoàn, công khai như thế Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Ma Tăng thích Trúc Thái Minh bứt cỏ, hô biến thành, xá lợi tóc lửa bá tánh Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng đang mục giữa tổng phát hoảng vì sợ nó dã ra. Ông đã làm gì đây? Trên lãnh thổ của Việt Nam, Đảng dùng bộ máy công an khổng lồ để mà truy lùng tiếng nói chỉ trích Đảng, rồi ép các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tiêu diệt tiếng nói phản biện. Nhưng dù có dùng bộ máy tuyên truyền khổng lồ với 800 tờ báo thì sự thối nát của Đảng vẫn cứ phơi ra như cái thầy mà đến lúc bốc mùi hồi thối. Ông Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản trung kiên, với quyền lực trong tay ông làm mọi cách để bảo vệ sự tồn tại của đảng. Chiến dịch đốt lò chính là phương thuốc để chữa những ung nhọt của chế độ. Tuy nhiên, qua gần một thập kỷ đốt lò, người dân thấy rằng ông càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát khắp nơi. Lớp sau thay thế lớp trước cũng là một lớp tham nhũng khác. Rõ ràng, ông Trọng không thể tìm đâu ra người Cộng sản trong sạch ông cho rằng có người cộng sản liêm khiết nhưng thực tế người cộng sản ở thời đại này thì chẳng ai liêm khiết cả đảng cộng sản quy trục chủ nghĩa cá nhân là khởi nguồn của tham nhũng lòng dân thì chán ghét đảng là sự thật bởi quan chức hạch sách dân quá nhiều ăn của dân quá dơ bẩn và vô cùng bất nhân với những doanh nghiệp nhà nước làm cho dân khốn khổ bao lâu nay người dân đều biết cả nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng vì công an thì quá hung hăng và quá bất chấp để đè bẹp những ai dám phản đối. Sự thối nát của chế độ này đang nuôi lớn lòng căm phẫn của toàn dân. Đây là kho thuốc nổ đang ngày một chất đầy thêm. Đến một ngày nào đó chỉ cần một mồi lửa thì kho thuốc nổ này sẽ nổ tan tành. Át hẳn ông Nguyễn Phú Trọng thấy được vấn đề đó. Ngay cả các quan chức cũng thấy, đảng của họ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Họ bám vào đảng vì đảng cho họ cơ hội vơ vét tiền của dân để mà làm giàu. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng, ông vẫn có lòng tin rằng lý tưởng cộng sản vẫn còn giá trị, và ông đang làm mọi cách để khơi dậy cái giá trị ấy. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc đi nhắc lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân cương quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn đảng vậy câu hỏi đặt ra là chủ nghĩa cá nhân là cái gì là toán lên rằng chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của quân đội thực ra chủ nghĩa cá nhân không xấu chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân những người theo chủ nghĩa cá nhân chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn cá nhân, cho dù sự can thiệp đó là của xã hội, nhà nước hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào. Như vậy, chủ nghĩa cá nhân đề cao sự tôn trọng cá nhân thông qua việc tôn trọng quyền con người và các quyền tự do thiết yếu dành cho cá nhân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, tự do lập hội, vân vân. Chủ nghĩa cá nhân về bản chất không xấu, nó chỉ xấu khi cá nhân không có đạo đức không tôn trọng luật pháp và xâm phạm vào tự do của các cá nhân khác. Thực ra, người Cộng sản bài trừ chủ nghĩa cá nhân trong đảng là sợ những người này ủng hộ quyền con người và các quyền thiết yếu khác dành cho cá nhân và 100.000 triệu người dân Việt Nam nằm trong số đó. Mà khi đảng viên đảng Cộng sản theo tư tưởng này thì đảng Cộng sản sẽ sụp đổ nhanh chóng. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng đang rất sợ đảng tự tàn giã ông nguyễn phú trọng đề cao cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ tức là đề cao vai trò của tập thể hơn là vai trò cá nhân nguyên tắc tập trung dân chủ kiểu cộng sản là nguyên tắc ý đảng là ý vua bên dưới chỉ biết vâng lệnh có hai nguyên tắc bất thành văn thứ nhất là đảng không sai chỉ có cá nhân sai thứ hai nếu đảng sai thì áp dụng nguyên tắc thứ nhất đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ và chống chủ nghĩa cá nhân là cách mà Nguyễn Phú Trọng đang làm để mà chống đà thối giữa của đảng. Nhưng thực tế không thể chống lại quy luật này bởi hiện nay trong đảng đã đẩy dãy dòi bọ, chỉ có thể che đậy bằng tuyên giáo và công an mà thôi. Và bất cứ lúc nào nó có thể bùng phát, tan tành cả đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Đảng đang thối giữa, Tổng Phát Hoàng vì sợ nó dã ông đã làm gì? Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d